Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sư Minh Tuệ xuất hiện trở lại sau lần mất tích thứ hai. Ngày 12 tháng 7, BBC cho hay Sư Thích Minh Tuệ xuất hiện trở lại và khỏe mạnh. Theo đó, sáng ngày 12 tháng 7, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhà Sư Thích Minh Tuệ xuất hiện trở lại bên cạnh người em trai Lê Thịnh. BBC dẫn lời xác nhận của ông Lê Thịnh qua điện thoại cho biết nhà sư thật sự đã xuất hiện trở lại và khỏe mạnh. BBC cho biết nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội niềm vui mừng khi thấy sư thích minh tuệ quay trở lại với chiếc lõi nồi cơm điện quen thuộc cùng bước đi thông dòng. Trước đó đã có những đồng đoán cho rằng sư thích minh tuệ đã bị cơ quan an ninh bắt đi từ ngày 12 tháng 6 ở tỉnh Gia Lai. Theo BBC, hình ảnh sư thích minh tuệ đi cất thực trên đôi chân trần đã trở thành một hiện tượng xã hội tại Việt Nam, là chủ đề tranh luận sôi nổi ở trên mạng xã hội. Và đây là hình bài trên BBC. Việc sư Minh Tuệ ngừng bộ hành vào ngày 3 tháng 6 để lại tiếc nói cho nhiều người dù được cho là một việc được dự đoán sẽ phải xảy ra, theo nhận định của sư Thích Đồng Long nói với BBC từ Sài Gòn ngày 4 tháng 6. BBC liệt kê các sự kiện liên quan sư Minh Tuệ như sau: Sau khi sư Thích Minh Tuệ dừng đi bộ khất thực vào ngày 8 tháng 6, công an tỉnh Gia Lai đã trao căn cước công dân Lê Anh Tú, tên thật của nhà sư. Ngày 8 tháng 6, sư Thích Minh Tuệ đã xuất hiện trong một video trên đài truyền hình Việt Nam VTV với nhan đề Thông tin xuyên tạc ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ. Vào ngày 10 tháng 6, sư Thích Minh Tuệ đã về thăm cha mẹ tại tỉnh Gia Lai sau 6 năm. Ngày 12 tháng 6, nhà sư mất tích lần hai. Ngày 13 tháng 6, trước tình trạng nhiều người đổ về căn chòi nơi ông Tuệ ẩn tù, công an tỉnh Gia Lai đã bố trí lực lượng tại các ngã đường qua thị trấn La Kha, huyện La Ray để kiểm soát tình hình. Vẫn theo BBC, sự nổi tiếng của sư Minh Tuệ đã chăm ngồi cho những tranh luận công khai về Phật giáo, đồng thời thúc đẩy sự quan tâm và phê phán của công chúng đối với các cơ sở Phật giáo được nhà nước công nhận. Bên cạnh những lời ca ngợi về sư Minh Tuệ, BBC dẫn bài bình luận gây tranh cãi của nhà báo Hoàng Hải Vân ngày 10 tháng 7 trên trang Facebook cá nhân cho rằng vị hành giả khất thực, không vô minh đến mức, không biết mình có rất đông công chúng. Ông không thể không biết mỗi một bước chân ông đi, mỗi một lời ông nói đều được đám đông tôn thành chân lý. Ông không thể không biết hành vi của ông được lòng rất nhiều người, nhưng cũng gây phiền nhiễu cho rất nhiều người khác. Và đây là hình bước chân sư Minh Tuệ. BBC cũng dẫn phản bác của tác giả Thái Hạo viết trên Facebook rằng Thật khó hiểu, ông Minh Tuệ, một kẻ tứ cố vô thân, chỉ có manh áo rách và cái lõi nồi cơm điện, ngủ lang bên góc cây, nhà quan nghĩa địa, một người đã luôn lặp lại rằng bản thân chỉ là phàm phu, đang đi tập học. Ông hết sức biết thân biết phận và khiêm tốn, sống không hại đến ai, không nói xấu ai, một mực luôn chúc cho người khác được hạnh phúc tốt đẹp. Dù họ có đánh, có chửi mình, nhưng sao lại có lắm kẻ ghen ghét, đố kỵ đến vậy? Không những vậy, người thô lỗ thì lòng lộn tức tối, hỏa bốc ra miệng không kìm được lời. Kẻ ranh mảnh thì dùng bút sắt bọc nhung, đâm người bằng chữ nghĩa, không biết ghê tai. Thật lạ lùng. BBC cũng cho biết hiện chính quyền Việt Nam đang kiểm soát chặt chẽ thông tin liên quan đến nhà sư Thích Minh Tuệ. BBC nhắc đến việc hai người dân ở tỉnh An Giang đã bị phạt tổng cộng 10 triệu đồng sau khi đăng video tảng đá có hình người giống ông Thích Minh Tuệ vào ngày 4 tháng 7. Hành động này khiến nhiều ý kiến cho rằng chính quyền đang tìm cách kiểm soát suy nghĩ, trí tưởng tượng của người dân rằng những dấu ấn về nhà sư dường như đang bị âm thầm tẩy trắng trên các phương diện khác, chẳng hạn trên sàn thương mại điện tử. BBC cho biết thêm, trang thương mại điện tử Shopee Việt Nam đang bị nhiều người phê phán vì không bán các sản phẩm có hình ảnh nhà sư Thích Minh Tuệ. Trong các nhóm trên Facebook, một số người đã lên tiếng phê phán động thái của Shopee, kêu gọi tẩy chay hay đánh giá một sao cho sàn điện tử này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sư Minh Tuệ xuất hiện trở lại sau lần mất tích thứ hai. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nước Nga đang rơi vào khủng hoảng. Ngày 11 tháng 7, báo Tiếng dân đang nhận định của tác giả Dương Văn Minh rằng nước Nga trên bờ sụp đổ như Liên Xô hồi thập niên năm 1980. Tác giả cho rằng những diễn biến gần đây cho thấy sự ổn định của nước Nga đang ngày càng bị đe dọa. Hôm qua ngày 10 tháng 7, Chính phủ Nga đã công bố lịch cắt điện tại một số khu vực sau các cuộc tấn công dữ dội của Ukraine vào cơ sở hạ tầng điện của họ. Trong một vấn đề liên quan, lệnh hạn chế mua nhiên liệu đã được áp dụng tại một số khu vực cách đây vài ngày. Hành động này là phản ứng trực tiếp đối với các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu, làm phức tạp thêm cuộc sống hàng ngày của người dân Nga. Tác giả nhận xét những biện pháp này đưa cuộc chiến đến gần hơn với người dân Nga khi họ không thể bật đèn đổ đầy bình xăng cho xe hơi hoặc lái xe đi làm, tác động của cuộc chiến trở nên cá nhân và ngay lập tức. Điều này tạo ra hiệu ứng lan tỏa, người dân bất mãn, hoảng loạn lan rộng và thêm căng thẳng kinh tế đối với lực lượng lao động vốn đã quá tải. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Tác giả cho biết, nhiều thường dân Nga tỏ ra thờ ơ với cuộc chiến trừ khi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự mất mát của một thành viên trong gia đình. Họ đã ủng hộ chính phủ của mình, được thúc đẩy bởi sự khinh miệt sâu sắc đối với phương Tây và Ukraine. Tuy nhiên, sự ủng hộ này có thể dao động khi họ không còn đủ khả năng chi trả cho những nhu cầu cơ bản, đi làm hoặc tiếp cận điện để tiêu thụ các sản phẩm tuyên truyền của nhà nước. Theo tác giả, câu hỏi đang hiện hữu là liệu họ có tiếp tục ủng hộ nhà lãnh đạo của mình trong những hoàn cảnh tồi tệ như vậy hay không, hay họ sẽ bắt đầu thách thức chế độ từng có vẻ bất khả xâm phạm. Ukraine với sự hậu thuẫn của các đồng minh và một số cố vấn chiến lược nhất thế giới dường như đang thực hiện một kế hoạch tỉ mỉ nhằm làm mất ổn định nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Nga. Nga đang phải đối mặt với hậu quả của các hành động của mình. Gánh nặng ban đầu sẽ đổ lên đầu người dân nước này, cuối cùng sẽ đến tay giới lãnh đạo. Tác giả bình luận, khi tổng thống Nga Putin đều hướng bể cá mập mà ông đang sống, câu hỏi vẫn còn đó bao lâu nữa thì hệ thống sẽ bắt đầu rạn nứt từ bên trong do chính những người mà nó từng kiểm soát thúc đẩy. Khi những con cá mập nếm mùi máu trong nước, chúng sẽ bắt đầu xé toạc các chi của hệ thống. Và đây là hình tổng thống Nga Putin. Putin sai hay ngu dốt khi quyết định bơi ra sông xâm lược Ukraine khi không lượng được sức mạnh. Putin cầm cự tình trạng này của nước Nga đến bao lâu khi mà nước lũ dưới chân đang tiến vào nhanh chóng liên quan đến sự sụp đổ của Liên Xô năm 2021, BBC Tiếng Việt đã chỉ ra bốn nguyên nhân. Theo đó, đa số các sử gia phương Tây đồng ý là quá trình Liên Xô sụp đổ diễn ra không phải một lúc mà từ nhiều năm trước, bắt đầu với thời kỳ trì trệ của Tổng bí thư Leonid. BBC cho hay có bốn nguyên nhân chính được cho là làm Liên Xô tan rã. Hệ tư tưởng mới và cải tổ, sự chối bỏ ý thức hệ cộng sản của đa số người dân, kinh tế sụp đổ và chủ nghĩa dân tộc. Trong bốn nguyên nhân trên, yếu tố nào cũng quan trọng, nhưng quá trình suy thoái mang tính hệ thống xảy ra từ gốc rễ. Liên Xô chọn một mô hình phi thực tế và sử dụng bạo lực, quân đội, công an quá lớn nhằm duy trì quyền chính trị của một đảng toàn trị, bóp nghẹt mọi sáng kiến đổi mới từ bên trong. BBC dẫn quan điểm của tác giả James Nichol cho rằng, hệ tư tưởng mới chỉ mang tính văn hóa, có tạo ra xúc tác nhất định cho một môi trường sinh học chính trị mới nhưng không đóng vai trò quyết định về số phận của liên xô quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin nước nga đang rơi vào khủng hoảng xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới